Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Chương trình thời sự tối nay thứ Năm ngày 23 tháng 5 sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có buổi làm việc với huyện Ngọc Hiển về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Vụ trưởng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2024, huyện Ngọc Hiển được phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trên 60 tỷ đồng, được 12 đơn vị đăng ký tài trợ với số tiền 208 tỷ đồng để thực hiện một số nội dung cam kết như hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cầu giao thông nông thôn. Đến nay, tổng số tiêu chí xã nông thôn mới của huyện đạt 94 trên 114 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 15,7 tiêu chí. Huyện có 1 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023-2024, huyện được hỗ trợ trên 20 tỷ đồng. Đoàn công tác đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới giảm nghèo của địa phương, nhất là các mô hình sản xuất, các dự án đầu tư đã hỗ trợ cho hộ nghèo đúng quy định. Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau. Thông tin từ hội nghị, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 60 trên 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 73,2%. 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thành phố Cà Mau được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hiện nay toàn tỉnh có 4.900 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,6%. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từ 2 đến 3% mỗi năm. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đều gặp khó về vốn, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc vận động người dân đóng góp 35% để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù là rất khó. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ từ tỉnh và trung ương cho các dự án chương trình còn thấp, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc giải ngân vốn từ các chương trình còn chậm so với kế hoạch của các địa phương. Trước những khó khăn trên, các huyện và thành phố Cà Mau đề xuất nâng mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bổ sung nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt và sớm ban hành quy định đối với lĩnh vực đào tạo nghề, các danh mục đặc thù trong xây dựng nông thôn mới, để các địa phương thuận lợi trong việc triển khai. Ngoài ra, huyện Trần Văn Thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nguồn vốn nâng cấp các điểm trường chưa đạt chuẩn, nâng cấp nhà văn hóa và duy tu các công trình bị ảnh hưởng do hạn hán. Các địa phương cũng cam kết sẽ đẩy nhanh việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để các dự án công trình đã phê duyệt được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Ngay sau hội nghị trực tuyến thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp diễn ra vào ngày 14 tháng 5 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn về việc rà soát đề xuất giải pháp thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông VNPT Cà Mau, Viettel Cà Mau và các sở ngành đơn vị chức năng trên cơ sở tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hay của các địa phương trên cả nước, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ số hóa thuộc ngành lĩnh vực quản lý, qua đó có biện pháp tháo gỡ, đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền tác phẩm làng số lồng ghép vào kế hoạch tuyên truyền của ngành nông nghiệp, báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kinh tế số gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. Và đã có không ít chị em thành công nhờ biết tận dụng thế mạnh của công nghệ số, mạng xã hội để sản xuất kinh doanh. Tầm 11 giờ trưa mỗi ngày là thời gian chị Đặng Yến Như bắt đầu buổi livestream bán hàng trên TikTok. Mặc dù chị mới bắt đầu làm chưa được một năm và chỉ là buôn bán nhỏ lẻ với sản phẩm từ chuối sim làm nhà, nhưng đến nay lượng khách hàng của chị Như khá ổn định.
Một buổi live stream chị Như có thể bán từ 200 đến 300 ký chuối khô, chuối sấy, kẹo chuối các loại. Lúc mới đầu bán thì bán trên nền tảng Facebook, rồi Zalo, rồi sau này mới chuyển qua nền tảng TikTok. Kiểu như là bán Facebook thì trước giờ thì cũng có khách quen nhiều rồi, thì lần đầu tiên bán thì cũng được cả khoảng 10-20 ký cũng bình thường. Nhưng mà nền tảng TikTok nó mới quá, kiểu đầu là lên đơn đầu tiên cảm giác vui dữ lắm. Sau những đơn hàng đầu tiên thì tôi mới đầu đầu tư máy ép nè, máy hút chân không, rồi xong rồi đầu tư máy in bill, rồi các loại bọc thùng cho đúng quy cách, rồi tem nhãn cho nó phù hợp hơn, hướng dẫn sử dụng cho người dân để cái sản phẩm mình chất lượng hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, tận dụng các trang mạng xã hội, các trang thương mại điện tử như Facebook, Zalo, Shopee, từ buôn bán nhỏ lẻ trực tiếp, chị Đặng Ngọc Ngân ở ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi đã tập tành học hỏi bán hàng qua mạng với món chính là cơm cháy chà bông do chị tự làm tại nhà. Với cách này, sản phẩm cơm cháy chà bông của chị ngày càng được nhiều người biết đến. Số lượng hàng bán ra vì vậy cũng tăng lên đáng kể. Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp đỡ, hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm, người chỉ cách bán hàng. Đó, thì từ đó mình mới tự tin để kinh doanh. Ban đầu thì mình cũng làm thử thôi, mình làm số ít thì cũng là đăng trên mạng xã hội nè, trên Facebook, Zalo, cái bán từ từ cái khách hàng mới biết đông rồi từ đó cái mình bán luôn. Công nghệ thông tin nó phát triển như hiện nay đó, thì bán qua trang mạng nè, các cái nền tảng xã hội nè, thì ngày càng phát triển, thì chị em cũng đã nắm bắt được cái nhu cầu thị trường như hiện nay, thì chị em cũng tìm hiểu để dần dần thì bán qua cái bán hàng online nè, trên các trang Facebook, Zalo như là TikTok, thì chị em cũng chịu tìm tòi học hỏi để bán lắm. Và có một số chị cũng đã thành công trên cái lĩnh vực bán online này. Lựa chọn bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay livestream trực tuyến đã giúp các chị em không bị giới hạn về khoảng cách địa lý và có thể tiếp cận đa dạng khách hàng hơn. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ, linh hoạt hình thức thanh toán trực tuyến kết hợp với các đối tác vận chuyển lên đơn qua các app, kinh doanh tận dụng các nền tảng số còn giúp chị em giảm áp lực về mặt bằng kinh doanh, nhân sự, từ đó giảm chi phí ban đầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế. Để khích lệ ngày càng nhiều phụ nữ tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng để tự tin làm chủ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Thưa quý vị, Cà Mau vùng đất cực Nam Tổ quốc được thiên nhiên ban tặng đầy cá tôm với nhiều món đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. Và khi đến với Cà Mau, du khách không thể bỏ qua món đặc sản cua Cà Mau. Đặc biệt hơn, cuối năm 2023 vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua Cà Mau. Điều này không chỉ giúp khẳng định thương hiệu mà còn góp phần quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đưa con cua Cà Mau ra thị trường trong và ngoài nước. Do được nuôi theo hình thức quảng canh trong hệ sinh thái mặn lợ vào nguồn thức ăn nên cua Cà Mau chắc thịt, vị ngọt đậm, thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao, thị trường tiêu thụ ổn định và luôn được đánh giá cao về chất lượng. Loại cua này thường được nhiều người chọn làm quà phương xa khi có dịp đặt chân đến Cà Mau. Năm 2015, thương hiệu cua Năm Căn Cà Mau được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đến cuối năm 2023, cua Cà Mau được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Văn bằng bảo hộ sản phẩm dựa trên nghiên cứu về khí hậu thủy văn khu vực vùng địa lý, nhiệt độ, nguồn thức ăn tự nhiên để con cua Cà Mau sinh trưởng và phát triển trong môi trường tự nhiên. Cùng với đó là tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm đối với cua gạch, hàm lượng protein, lipid trong thịt cua. Đây là cơ sở pháp lý và hệ thống các công cụ để Cà Mau tăng cường quản lý, kiểm soát và quảng bá thương hiệu sản phẩm, đưa con cua Cà Mau phát triển nhanh hơn ở thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập để đời sống người dân thêm phát triển. Để bảo vệ thương hiệu đặc sản trước danh này, tỉnh Cà Mau đã và đang nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, phân biệt đâu là cua Năm Căn chính hiệu, đâu là cua đánh cắp nhãn hiệu. Chứng nhận địa lý nói về con cua
Thì đây là một cái phải nói là cua Cà Mau đáng lo ngồi, nhưng mà chúng ta tiếp tục làm này là để đặt một cái niềm tin cho khách ba miền đất nước, nói chung đặc biệt là có khách quốc tế. Mà họ về đến đây thì họ biết những chỉ dẫn địa lý con cua này nó, thì thành ra là con cua chúng ta đã có tầm rồi, nhưng mà này nâng tầm nữa. Các cái lượng khách hàng thì đa số là phát triển hơn về xuất khẩu. Khách hàng Trung Quốc người ta bây giờ đặt nặng vấn đề về chi xuất nguồn gốc, cho nên là người ta tìm hiểu mình hơn nhiều về cái vùng nuôi. Thành ra là có cái chỉ dẫn địa lý này thì người ta dễ xác định hơn, giống như là cái vùng trồng của các loại trái cây. Thì cua có cái chỉ dẫn địa lý này là một cái thuận lợi rất lớn cho các hợp đồng lớn. Sinh sống trong điều kiện tự nhiên đặc thù, cua Cà Mau đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành cua Việt Nam. Con cua cũng là ngành hàng chủ lực của tỉnh Cà Mau. Việc được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý là cơ sở pháp lý và công cụ để Cà Mau tăng cường việc quản lý, kiểm soát và quảng bá thương hiệu sản phẩm, khẳng định cua Cà Mau với thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị kinh tế địa phương. Phấn đấu năm 2024 phát triển thực tăng 5.550 đoàn viên, trong đó kết nạp mới 550 đoàn viên là lao động khu vực phi chính thức, thành lập mới 11 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có từ 25 lao động trở lên. Đây là chỉ tiêu phát triển đoàn viên về thành lập công đoàn cơ sở năm 2024 được đưa ra thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện tại hội nghị chuyên đề phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào chiều nay. Năm 2023, công đoàn các cấp đã kết nạp mới hơn 1.900 đoàn viên, thành lập mới được 21 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trong đó có 19 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn ngoài khu vực nhà nước. Tuy nhiên, số đoàn viên giảm gần 2.400 so với đầu năm, nên tỷ lệ giảm gần 24% so với chỉ tiêu tổng liên đoàn giao. Trong quý 1 năm 2024, công đoàn các cấp đã kết nạp mới 373 đoàn viên, thành lập mới được 2 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn ngoài khu vực nhà nước. Nguyên nhân khiến tỷ lệ phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở năm 2023 đạt thấp là do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lao động ít. Một số doanh nghiệp chủ yếu là lao động gia đình và lao động thời vụ. Còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác đối thoại, thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Cán bộ công đoàn chưa mạnh dạn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, như đầu tư thỏa đáng nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiên cứu xây dựng các giải pháp, sáng kiến thực chất hiệu quả hơn cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Năm 2023, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 318 căn nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cho người có công, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật với tổng kinh phí hơn 13,3 tỷ đồng, góp phần chăm sóc và cải thiện đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và duy trì tạo nguồn quỹ để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở, quan tâm chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn về việc vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau bằng tình cảm và trách nhiệm của mình đối với người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động của đơn vị tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2024 trên tinh thần tự nguyện. Đối với các công ty, doanh nghiệp, ngoài số tiền đóng góp bằng thu nhập của công nhân, viên chức lao động thì vận động đóng góp thêm từ nguồn phúc lợi của doanh nghiệp, đơn vị, góp phần cùng đảng, nhà nước chăm sóc, nâng cao đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch vận động cao điểm đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân các sự kiện và ngày lễ lớn. Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức cá nhân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, nộp tiền vào tài khoản Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh, số tài khoản
0 3 0 1 0 1 5 0 4 5 9 1 0 1 1, tại kho bạc nhà nước tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị, cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trải qua nhiều hy sinh gian khổ, khi trở về đời thường, nhiều thế hệ cựu chiến binh nay đã tuổi cao sức yếu, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Bằng tinh thần đoàn kết của người lính của Hồ mà hàng trăm ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được dựng xây, mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia, đã tiếp thêm động lực cho nhiều cựu chiến binh vươn lên ổn định cuộc sống. Để có nguồn kinh phí triển khai phong trào hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cà Mau phát động phong trào đóng góp xây dựng nhà đồng đội. Mỗi hội viên cựu chiến binh tự nguyện đóng góp 50.000 đồng một năm. Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng, sửa chữa nhà cho cán bộ hội viên khó khăn về nhà ở. Mỗi người một tấm lòng, một sự đóng góp, qua đó thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội và trách nhiệm của mỗi hội viên. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Hội cựu chiến binh thành phố Cà Mau hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 4 căn nhà đồng đội. Năm 2024 này, Hội đặt chỉ tiêu xây dựng mới 4 căn nhà cho hội viên. Dự kiến đến quý 3 năm 2024 sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch xây dựng nhà đồng đội, rồi cái giao chỉ tiêu cho hội viên đóng góp, gây cái quỹ để có cái kinh phí để giải quyết cái một phần khó khăn về nhà ở cho cán bộ hội viên trong thành phố, là tổ chức khảo sát xây dựng nhà đồng đội là từ 3 đến 4 căn đối với các đồng chí mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để giải quyết một phần khó khăn cho các đồng chí. Phấn khởi, xúc động là tâm trạng của hàng trăm hội viên cựu chiến binh khắp các địa phương trong tỉnh khi được sống trong những căn nhà mới do đồng đội đóng góp dựng xây. Bởi với nhiều cựu chiến binh, sức khỏe yếu do di chứng sau chiến tranh, tuổi cao là gánh nặng, khiến họ không có kinh phí để sửa chữa, xây cất nhà mới. Sự thấu hiểu sẻ chia của đồng đội như những liều thuốc tinh thần để những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, an tâm hơn và nỗ lực vươn lên từng ngày. Hôm nay tôi được là tình đồng chí đồng đội giúp đỡ cho sửa chữa được căn nhà, trong lòng rất là mừng. Rất là cảm ơn đồng chí đồng đội của mình để là gắng phấn đấu để làm ăn. Cái này là động lực của mình, là coi như là từng đồng chí một coi như là giúp đỡ như vậy, là mai sau là để mình cũng có rồi giúp đỡ cho tất cả các đồng chí khác cho được là khăn trang được như vậy. Tôi rất là cảm ơn anh em mình. Giờ coi như là thì sống làm đuổi cá này kia nọ vuông tôm thì bây giờ nó cũng không được nhiều. Khi có hay không vậy, bây giờ cũng đi làm mướn, bây giờ tuổi già sức yếu, bây giờ cái nhìn con mắt nó hư nữa, bây giờ cũng không có điều để làm, cũng đuổi cái xong vòng vòng vậy đó. Yeah. Có nhiều rồi ăn nhiều xài nhiều đó chứ, cái đó thành rất vui rất mừng, như là rất cảm ơn các đồng chí đồng đội coi như là xem xét và hỗ trợ cho mình. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 100 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng nguồn vốn hơn 4,4 tỷ đồng. Những ngôi nhà đồng đội đã giúp nhiều cựu chiến binh có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, tạo động lực giúp họ vươn lên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Ngoài giá trị vật chất, mỗi ngôi nhà được xây mới, sửa chữa còn có ý nghĩa giá trị tinh thần to lớn, góp phần tô thắm thêm tình đồng chí, đồng đội. Dù trong thời chiến hay thời bình, những người lính của Hồ vẫn luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hiển nhiệm kỳ 2024-2029. Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Mỗi căn nhà xây dựng trị giá 70 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hiển vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hiển còn bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn hai xã Đất Mũi và Diên An. Chiều hôm qua, Hội khuyến học tỉnh Cà Mau phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức trao học bổng cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.
có 50 học sinh ở 5 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển, Trường Phổ thông Hermann Mayer, thành phố Cà Mau, Trường Trung học Phổ thông Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Trường Trung học Phổ thông Tân Đức và Trung học Phổ thông Quách Văn Phẩm, huyện Đầm Dơi được nhận học bổng. Theo đó, mỗi em được nhận 1 triệu đồng. Tổng kinh phí học bổng được trao là 50 triệu đồng. Học bổng Đinh Thiện Lý là nguồn quỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng và quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý thực hiện. Trong 17 năm, thông qua các hội từ thiện, hội khuyến học tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, quỹ đã trao khoảng 126.500 suất học bổng với tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng. Riêng tỉnh Cà Mau, từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm quỹ đã trao 50 suất với tổng số tiền 400 triệu đồng. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.